Vâng, chảy Ông máu. nói là em coi trọng đá bóng lắm đúng không? Hay là mình cưới nhau đi. Em bảo cưới thì cưới, để em về hỏi mẹ đó. Thì nhiều khi gặp bác sĩ bảo cưới. Ngồi đi Tuấn, ngồi đi. Ghế này nó không vững thì sao? Em đừng có dối lòng, quý vị khán giả thấy rõ ràng á. Lần nào cũng vậy, gặp ai cũng vậy là Thuận rất là mau miệng. Ơ chào bạn, chào cặp vợ chồng. Nhưng mà ngày hôm nay thái độ em hơi kỳ cục. Em nhìn vô một hướng một thôi thì thấy không được. Và em té cái té đầu tiên rồi là chị thấy không hợp lý. Cái ghế này không có vững. Không phải vững. Cô dâu quá xinh xắn mà đúng không? Bây giờ em tên gì em nói đi. Là em tên là Phạm Thị Hiếu, năm nay em 22 tuổi và nghề nghiệp của em là nội trợ. Còn em? Em tên là Nguyễn Đức Thịnh, năm nay em cũng 22 tuổi và em ở nhà kinh doanh ạ. Lấy nhau được mấy năm rồi? Em lấy nhau được 2 năm 5 tháng rồi ạ. Có nghĩa là lúc 20 tuổi là đã làm đám cưới rồi đó nghe Thuận. Dạ. Là nhỏ xíu xíu á. Vậy thì cái chuyện tình của các bạn là được bắt đầu bằng những câu chuyện như thế nào? Tụi em có học chung một cái trường cao đẳng, sau đó có học chung một cái lớp quân sự. Thì em thấy có một cô bé xinh xinh, dễ thương. Xinh ơi là xinh đó. Em mới bảo với bạn em à, ê mày, mày có tin tao nháy mắt với con bé kia không? Thế là bạn em nó cười, không nói gì, cái em quay qua em nháy mắt luôn, nháy mắt. Đó. Sao em lúc này có thấy em có nháy lại không? Có, lúc đó em đang ngồi chơi với bạn em á, thì thấy tự nhiên có thằng nào nó ngồi bên kia cả, nó quay qua tự nhiên nó nháy mắt mình cái. Và lúc đó em cũng không có ấn tượng gì, chỉ cảm thấy là tự nhiên cái thằng này có đôi mắt một mí nháy nháy nữa, nên mình thấy tếu tếu buồn cười lắm. Thế là em cười. Dạ, lúc đó em buồn cười. Đó, em cười vậy là anh này còn chết nữa. Bởi vì lại có cô gái có chiếc răng khờ. Đúng vậy. Lúc mà thấy bạn em cười vậy thì cái cảm giác của em tưởng là em đã chiến thắng hả hay sao? Chưa tự tin chiến thắng được. Có nháy tiếp không? Sau đó em mới rủ bạn em vào mày với tao tới bắt chuyện với cô ấy. Bắt chuyện xong thì bạn em xin số điện thoại của cô ấy. Em thì lúc đó tận dụng cơ hội mình cũng lấy số điện thoại luôn. Nhưng mà không cho biết, mình nhớ đầu tí nữa mình ra mình mới là nghe đúng không? Dạ. Sau đó em thì em có nhắn tin cho mình làm quen được không? Chẳng nữa. Em nhắn tin cho bạn, không nhắn tin lại. Em mới bực mình, em nghĩ đầu chân chẳng. Em mới nhắn tin bảo có gì mà nhắn tin mà không trả lời, sao mà người gì mà chẳng thế. Lúc đó em đang đi xem phim là không có biết có tin nhắn. Xong rồi lúc sau mở điện thoại lên thì em thấy có 2 tin nhắn liên tục luôn. Em mới nhắn tin lại cho hỏi bạn là ai vậy. Thì anh này anh nhắn tin lại tên là mình, tên vô danh. Nhưng mà cái lúc đó khi mà hai người con trai cùng ngồi ở trên á, một người thì quay xuống nói chuyện với em, còn một người thì như này, thì cái cảm giác của em đối với hai người đó là em thích bạn nào hơn? Bạn kia thì đẹp trai hơn bạn này. Sau đó thì em có quen bạn kia đó. Rồi trong cái thời gian mà bạn kia chở bạn này thì bạn ấy tâm trạng thế nào? Từ lúc đầu nhìn cô ấy dễ thương xinh xắn, có cái cặp răng khẩn rất là đẹp, rất là có duyên, bị hớp hồn từ lúc đó luôn, đúng là yêu đơn phương luôn. Em có biết bạn này yêu đơn phương em không? Dạ không ạ, em không biết ạ. Không hề biết luôn? Dạ không ạ. Đến khi nào thì mới biết? Lúc mà ngày sinh nhật của em, tối hôm đó bạn đến chở em đi á, thì em hỏi bạn là đi đâu thì bạn không biết nói, bạn kêu là bí mật lát rồi biết. Thì bạn ấy chở em đến quán cà phê, thấy để sẵn một chiếc bánh sinh nhật ở trên bàn á. Lúc đó em mới biết là này là bí mật tổ chức sinh nhật cho mình. Cảm thấy là chắc bạn này cũng có ý gì đó với mình á, nên là mới làm như vậy. Sau cái buổi tối sinh nhật đó về á, thì bạn ấy còn nhắn tin hỏi em là Hiếu có đồng ý là bạn gái của Thịnh không? Lúc đấy em cũng thích bạn kia. Tại vì giữa hai bạn này em không biết chọn ai hết á. Em mới phân vân, em kêu là để Hiếu suy nghĩ. Và sau đó em có đưa ra quyết định là em chọn bạn kia. Thì anh này anh nhắn tin em bảo là ừ, nếu mà chọn kia thì đừng có hối hận nha. Ô, lý do gì em nhắn câu đó? Tại vì em đã biết chuyện hết rồi. Nhưng em chỉ nói là cẩn thận á. Biết chuyện gì là như vậy nè. Có nghĩa là như vậy nè. Người ta làm tổ chức sinh nhật cho người ấy xong rồi, người ta mới mạch dạng người ta hỏi là chọn người này hoặc hay người kia, thì bạn này nói tạt cái kia. Tâm mặt là chọn bạn kia. Bạn này nhắn là bạn cẩn này thận. Tức quá mới là nhắn cẩn thận đó nghe. Nó cũng buồn đó. Nó cũng buồn lắm, về nhậu nguyên tháng trời luôn. Nguyên tháng trời luôn. Cái nguyên tháng đó là em là với bạn kia quen với nhau. Dạ. Thì em quen bạn đó được 1 tháng đó, thì em mới phát hiện ra là bạn đó có người yêu rồi. Và quen được 2-3 năm rồi. Bắt cá hai tay. Dạ. Xong rồi cái người bạn gái của bạn đó mới hẹn em ra để gặp mặt nói chuyện 3 mặt 1 lời á. Thì lúc đấy em có nhờ bạn này, em kêu là có rảnh không chở Hiếu đi có việc. Thì bạn cũng chở em đi thật luôn. Khi xuống dưới đó gặp bạn thì em mới biết là anh kia lăng nhăng,
thì quyết định là chia tay anh đó. Lúc về thì em có nói bạn chưa? Đã nói rồi, cái thằng yêu thật lòng, không lăng nhăng thì không quen. Mà đi quen cái thằng lăng nhăng, nó chừa. Nó chừa đúng. Khi mà chứng kiến cảnh mà bạn gái mình chia tay cái bạn kia, lúc đó chắc chắc là rất là vui đúng không? Đúng không? Sau khi chia tay xong em phải tiếp cận ngay. Không thì thằng khác nó tiếp cận chết cả. Rồi em gọi điện rồi em quan tâm. Tối em lên nhà tận mấy chục cây chở đi chơi. Rồi đến khi nào thì em mới chấp nhận cái tình cảm của Thành? Một tháng sau thì em quen nhau. Thì em cũng cảm thấy là anh này anh cũng tốt bụng, cũng chân thành á, cũng yêu thương mình thật á. Thế em đi được ngắn phết đi chứ rồi. yêu nhau thì bao lâu thì cưới? Tụi em quen nhau được một năm thì cưới á. Vậy thì trong một năm đó có bao giờ Thịnh làm cho em giận? Có, lúc mà cua em á thì rất là quan tâm, ngày nào cũng nhắn tin gọi điện lên nhà em chơi hết á. Nhưng mà khi mà quen nhau rồi á là anh này anh có tật là đi đá bóng mà em nhắn tin gọi điện không có nghe máy á. Nên là em cứ hay nghi ngờ, em sợ người yêu mình chắc đi con này con kia. Lúc mà đang yêu thì anh chị ơi, ai cũng thế thôi. Mà lúc đó là vẫn còn đang yêu mà, đã lấy nhau đâu. Dạ lúc đó vẫn đang yêu ạ. Thì thế mà đã chỉnh mảng rồi. Dạ vâng, chỉnh mảng. Đó là em coi trọng đá bóng lắm. Dạ ham nhậu nữa. Rồi đi nhậu rồi lúc nào, rồi đá bóng lúc nào, hai cái thể loại đó khác nhau. Một ngày em đi đá bóng phải từ 6 giờ chiều cho đến 9 giờ tối. Rồi từ 9 giờ tối nhậu tới 12 giờ. Nhậu đến 12 giờ đêm. 12 giờ đêm. Từ sáng cho đến 6 giờ tối là em làm cái gì? Là em ở nhà thôi. Thế thì tại sao cái thời gian đó lại không dành cho không thì gái? Em là thế này, yêu thì em rất là yêu nhưng mà không thích nhắn tin nhiều, nó nhảm nhảm sao, thà gọi điện luôn một phút sau từ sáng chiều khỏi gọi đi, quan tâm nhiều vậy nhiều cặp đâu có được tới với nhau đâu. Rồi vậy thì bao lâu thì mới cưới? Một năm sau. Một năm sau cưới, vậy ai là người chủ động kêu cưới? Cưới chứ ai kêu xin cưới mà kêu cưới. Đầu tiên là vợ em bảo anh ơi em thấy các cặp quen nhau 6-7 năm em thấy toàn chia tay không à, thôi hay là mình cưới nhau đi. Em bảo cưới thì cưới, để em về hỏi mẹ đó. Lúc hỏi mẹ, mẹ hỏi mẹ không? Mẹ ơi mẹ có thích bế cháu không? Mẹ nói vậy là sao? Em mới bảo thì mẹ có thích bế cháu không? Em bảo là thì mẹ cho con cưới đi. mẹ mới bảo tao cho mày cưới đấy. Lúc đó là em bao nhiêu tuổi? Gần 20. Ủa nè, cái đó là nói cho mẹ vui vui pha trò với mẹ hay là cưới gấp? Hỏi ví dụ mà có cháu là nói đùa hay nói đùa thật? nói đùa thật không? Đùa đó không? Thì nhiều khi gặp bác sĩ bảo cưới. Nhưng mà hai bạn là có em bé chưa? Con có em bé rồi ạ. Có em bé rồi hả? Dạ. Trước em hay bé... là sau cái lần hỏi xin mẹ làm đám cưới? Dạ sau đó. Hai bạn thì còn rất trẻ. Sau khi cưới về rồi đó, em phát hiện chồng em có tật xấu gì? Em phát hiện chồng em có nhiều tật xấu lắm. Cái tật xấu đặc biệt của chồng em á là rất là nóng tính, gia trưởng lắm. Mỗi lần mà nói gì mà không vừa ý là anh hay quát to lên á. Rồi ngoài cái chuyện mà quát vợ vậy còn gì nữa không? Chồng em nói nhiều như đàn bà vậy á, bắt tội em. Ngoài ra còn gì nữa không? Còn tật xấu nữa của anh á là sạch sẽ quá mức. Mỗi ngày anh tắm 2-3 lần mà mỗi lần anh tắm là phải cả tiếng đồng hồ. Có mong muốn là chồng tắm ít lại không? Dạ có. Dạ. Phát hiện cái tật xấu của vợ mình là gì? Hậu đậu, bụng về. Ví dụ ăn cơm suốt ngày cứ rớt, bực mình lắm. Rớt cơm hả? Cứ nghe là rớt canh, đồ ăn, rớt đồ. Tại sao thế? Em cũng không biết nữa. Khi mà cầm tự nhiên nó rớt, em cũng không biết sao nó rớt. Mỗi lần ngủ, thường là em ngủ là em phải ôm vợ mới ngủ ngon được. Nhưng mà đây em cứ quay qua ôm vợ là đẩy anh để em ngủ đi. Anh đụng em không ngủ được. Thế con ngủ với ai? Con ngủ với bà. Nó còn gì nữa không? Hết rồi. Em có muốn chồng em thay đổi gì không? Dạ có ạ. Tự lo cho bản thân, tự chuẩn bị đồ cho mình đi. Tại vì đi đâu là em cũng phải chuẩn bị đồ cho em, cả con em nữa. Nên là em lu bu lắm, nhiều việc lắm. Mà mỗi lần anh ấy không có chuẩn bị hết á, rồi cứ nhờ em là em lấy anh cái này, lấy cho anh cái kia. Đó, lúc đấy em cũng thấy bực mình lắm. Ngoài ra thì em muốn chồng em bớt nóng tính đi. Trước mặt bố mẹ chồng ấy, cứ quát tháo to lên em cũng ngại lắm. Nhiều lúc em cảm thấy mình không được tôn trọng. Thịnh mong muốn vợ mình thay đổi gì? Bớt cái hậu đậu vụng về đi.
cha, cái ca này hơi bị khó đó nghe, không có đơn giản đâu nghe. Thứ nhất là bây giờ là lấy nhau lúc mà còn trẻ nè, chưa có bung ra đời nè. Bên cạnh đó thì giờ lại có em bé rồi, giờ không biết khuyên sao để nữa rối à nha. Tại vì thực ra mà nói như vậy nè, các bạn phải có một thời gian đó, các bạn tự lập. Dạ. Tự lực cánh sinh. Vâng. Thì các bạn mới đúng nghĩa là một cái gia đình nhỏ. Vâng. Chứ bây giờ thực ra là các bạn vẫn là một cái gia đình nằm trong một cái gia đình lớn. Cho nên là rất mà khó để có thể sửa và hòa nhập lại với nhau. Dạ. Để tạo thành một cái gia đình riêng biệt của các bạn được đó. Cho nên tôi nghĩ rằng với trường hợp của các bạn, một lúc nào đó các bạn xin phép thử ba mẹ cho tự lực cánh sinh thử coi sao. Thì lúc đó tự động các bạn sẽ điều tiết được. Đó. Dạ. Xin cảm ơn các bạn. Cảm ơn chị. Quen quá, quen á, bởi quen chị đang tính nói với em á là quen quá. Cái cặp này quen mà quen từ cô dâu cho tới chú rể luôn. Hình như là tham gia chương trình này rồi đúng không? Em sao vậy, tham gia rồi mời lên một lần nữa. Giống em lắm, giống lắm. Giống thì có giống, chị công nhận với em là giống. Bây giờ để nói chuyện là mới biết là mày mại nè. Đâu bây giờ con giới thiệu đi. Con xin chào chú Quốc Thuận với cô Hồng Vân. Con tên là Nguyễn Minh Tiến, con đến từ Bình Định. Bình Định. Bình Định. Trời con ơi, tên là Tiến. Bữa đó là con cái cặp ấm tên là Lên. Nguyễn Văn Lên, YouTuber. Con làm nghề gì? Con cũng làm YouTuber luôn. Rồi xong luôn. Tiến Lên, Bình Định. Giọng nói này, khuôn mặt này, ánh mắt này, con là em hay là anh của Lên? Lên nói Nguyễn Văn Lên coi. Dạ con là anh ạ. Hai anh em con là Tiến Lên đó. Dạ vâng ạ. YouTuber của con là tên gì và chuyên về tảng gì? YouTuber của con tên là Tiến Black. Ở trong kênh con tên là Tiếng Black thì con làm về tất cả mọi thứ, cứ gọi là vlog đời sống, dạng như đi ăn hay là đi du lịch, hoặc là có thể là choi bạn, choi bè rồi vậy. Rồi, bây giờ tới con. Chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận. Con tên là Hồ Thị Nguyên Chi, con 25 tuổi, con đến từ Bình Định luôn. Con làm nghề gì? Dạ con nội trợ trong gia đình, con chỉ ở nhà và nội trợ chăm con rồi thôi. Cơ duyên nào mà hai con gặp nhau, rồi ấn tượng gì về nhau? Đầu tiên là anh Tiến có quen một cái bạn của chị ở trên mạng, em không biết. Anh Tiến có đi chơi với chị đó, trong một cuộc đi chơi, chị đó có dẫn một người bạn thân của em, là bạn thân hồi nhỏ luôn á. Xong là một cuộc đi chơi khác là anh Tiến đi chơi với bạn thân của em. Cuộc đi chơi đó là dẫn em đi, đi theo chung. Bạn thân của con dẫn con đi chung. Vợ của con thì cỡ nó cũng không có hấp dẫn. Thì sự nếu mà qua lời cỡ của con nó sẽ hấp dẫn như phim chướng hơn. Ừ đúng rồi, con cỡ đi. Thì là cái câu chuyện nó như thế này là ngày lúc trước con còn trẻ thì con có một cái dịch vụ là quét Zalo, gọi là tìm bạn xung quanh á. Là con tìm bạn địa phương, con mới gặp một cô bé. Bây giờ cỡ ra nhiều khi cô bé lỡ coi được chứ con nói sao lên mạng nói xấu, nhưng mà giờ người ta cũng không biết là ai nên con cỡ cho vui. Cái lúc con ra con gặp cô bé thì mập quá, con sợ đi xe hầu không, xe móc luôn sợ hư. Con mới nói với cô bé là em có đứa bạn nào không dẫn đi theo chơi. Thì ý là con nói vậy thôi, vậy ai ngờ là con bé nó mới chơi ra một con bạn là bạn thân của vợ con hiện tại bây giờ. Là cái con ra là con mới chơi con bé kia đi chơi là con cắt đứt luôn với con bé mà tao con vậy luôn. Sau khi là con quen bạn thân của vợ con á, thì con bạn thân của vợ con thì cũng không phải là xấu xí gì, nhưng mà nó thích cười quá, cái chuyện gì cũng có thể cười được. Cho nên là con lại nói với cô bạn thân của vợ con một câu y xì nhương, nói với con biết nha, em có đứa bạn nào dẫn theo chơi đó là bắt cầu á, bắt cầu hai nhịp á. Dạ, bắt đầu là mới dẫn vợ con ra. Hồi lúc đó con gặp vợ con thì nhỏ nhỏ xinh xinh, hầu vợ con có 40 mấy cân à. Con thì nói chung là số con cũng gọi là ông trời ông lấy thì con cái nhan sắc ông lại bù vào cái gọi là mà hơn con. Ừ. Con gặp đa số là toàn là những cô gái xinh thôi. Con thì sao, lần đầu tiên con gặp Tiến thì con có ấn tượng gì về chàng trai này không? Ông trị trâu lắm chú. Ông trị trâu lắm chú. Cái gì? Ông trị trâu. Trẻ trâu, trâu. Yeah. Là có những cái tính nào mà gọi là trẻ trâu? Là ông nhoi nhoi, ông nói chuyện luôn à. Trời, ông gặp con là ông nói cái miệng ông cứ nói nè, em ở đâu, em làm gì em. Hồi đó con mới học lớp 10 à. Dạ. Yeah. Ờ con rất đài liền luôn đúng không? Nói chung là hồi đó con chưa bồ ai hết, con chưa biết gì hết á. Mình chỉ nghĩ là anh Tiến thì như một người anh thôi, cũng đi chơi mà còn đi học, nên là con sợ lắm. Nhiều khi mấy cuộc đi chơi đều dẫn bạn thân của con đi hết. Đi lúc nào cũng đi ba hết, không bao giờ dám đi một mình. Rồi đi ba vậy là biết bao nhiêu lâu? Chắc phải tầm nửa năm cái năm nhỉ. Đến khi nào mà cảm thấy rằng là tin tưởng mới dám đi riêng. Tính bồ bệt mới tính dám đi riêng. Thì một năm, đi một năm trời là năm tới năm lớp 11 thì mới chính thức là quen nhau. Đúng không? Trước khi con làm YouTuber là con làm nghề gì? Gia đình con thì cũng cách đây khoảng cỡ 5 năm trước là cũng không phải gọi là quá khá giá, chỉ gọi là đủ ăn đủ mặc thôi chứ không có dư. Lúc trước thì con làm rất là nhiều công việc. Cứ công việc gì kiếm được tiền là con đều làm. Ví dụ những công việc gì? Ví dụ như là phụ hồ. Phụ hồ. Bóc vác, hái cà phê, nói chung con làm mọi thứ. Làm chưa có việc cái gì nào ra tiền. Cứ ra tiền là con làm hết. Rồi. Nhưng mà con có cái nghề nào không? Có cái nghề là con làm nghề thợ mộc được khoảng cỡ
3 anh em. Cái lúc mà con ra làm YouTube là cũng nhờ cái công việc của con là thợ mộc đó, cho nên là con mới được một cái lượng tương tác, con lên được trend á, lên được top thịnh hành á, cho nên là con mới phát triển một thời gian đầu cho đến bây giờ luôn. Có nghĩa là con giới thiệu về cái nghề của con phải không? Dạ không, con làm ở bên cái mảng gọi là con chế tạo ra những gì mà con thích, ví dụ như con chế tạo ra một thanh kiếm chẳng hạn. Cái đầu giới thiệu trên YouTube là xong, con quay YouTube con giới thiệu hả? Là con quay cái hành trình mà con làm được một món đồ đó. Khán giả rất là thích. Cái lúc mà con gặp bạn này, lúc đó là con đã làm YouTuber chưa? Dạ chưa. Vậy thì mỗi lần đi chơi với bạn về kinh tế chắc cũng khó khăn lắm đúng không? Vợ con là lúc mà con quen thì rất là khờ. Lúc đó quen con, nếu như mà nói thô thiển ra thì vợ con khờ, còn ngốc quá nó mới quen con. Tại vì lúc mà quen con không tiền không bạc, con chỉ có đúng một chiếc xe máy thôi. Sao con lại chịu quen? Hồi đó con còn đi học mà, con chưa bồ ai hết nên cảm giác yêu đương đồ này nọ con chưa biết. Con chỉ nghĩ anh Tiến là như một người bạn, như một người anh của mình thôi. Vậy vẫn đi chơi đồ bình thường rồi dạ. Tới lúc mà mình cảm giác mình thấy anh tốt với mình, anh đối xử dịu dàng đồ này với mình dạ. Mình nghĩ có cảm giác động trong lòng. Là lớp 11 là rung động đó đúng không? Yeah. Rung động. Như vậy là đến lớp 11 là con và Tiến chính thức quen nhau. Yeah. Bên nào tỏ tình với bên nào trước? Đa số là con, chứ tại vì hồi lúc đó vợ con rất là đã nói quen con là cũng thấy nó đã khờ rồi. Tại vì chỉ có con là giống như là một cái lựa chọn gọi là cuối cùng là bí rồi, không còn cái gì để chọn nữa. Mới tới con ai ngờ lúc đó vợ con lại là chịu luôn. Chịu luôn. Con gái con còn quá nhỏ như vậy thì quen nhau vậy chắc có lẽ là con giấu gia đình dữ lắm không? Con giấu lắm chứ, tại nhà con có một cái mương phải đi cái đường khác nữa. Nếu mà ông muốn chở con đi chơi hoặc để đi học là con phải đi bộ xuống như đó, xem rồi anh Tiến mới chở con đi. Giấu ba mẹ bao lâu? Con giấu tầm 2 năm, thì lúc mà quen tới bùi dưa tới lúc mà bắt đầu giới thiệu là 2 năm. Cuối năm lớp 12 bắt đầu nói chuyện với bố mẹ. Dạ. Nghĩa là nhảy mương cả năm trời rồi đúng không? Dạ. Đi bộ chứ không phải gọi là nhảy mương. Đi bộ. Thì đó gọi từ nhảy mương đi cho nó vui. Mẹ trong lúc đó là hàng xóm của con á, vẫn có thấy, cũng có nói với mẹ mà dạng là mẹ cũng ít khi tâm sự với con á. Nên là mẹ học mẹ cũng không nói ra chừng mà lúc mà con giới thiệu là mẹ về cũng có nói là kêu thì mấy người trong xóm cũng có nói là thấy ai chở ông đi chơi rồi vậy á, đi học rồi vậy á. Lúc mà ra mắt gặp má, má có ưng không hay là má cản má không cho quen? Mẹ bà nói với con là thấy anh Tiến còn trôi trôi, thấy ông cứ dạng như tí đó cô đây là cũng có ấy. Dạ. Giờ con nói đúng cái phần này, tại vì lúc đầu con cảm nhận, con biết tuy là bố mẹ vợ hiện tại thì cũng không nói ra, nhưng mà mình nhìn là mình biết, mình cảm nhận là tại vì con lúc trước hoặc là bây giờ cũng vậy, tóc tai con hay đỡ rất là dài, đôi khi người lớn họ nhìn vào cái mái tóc họ cũng suy nghĩ. Tuy là con có thể là con nói chuyện hiền nhưng mà người ta có câu là nhìn mặt thì thường thường người ta sẽ bắt hình dung. Nếu mà không qua chạm qua tiếng nói, chỉ cần gặp một lần là nhìn cái đầu tóc và cái cách ăn mặc, người ta sẽ nghĩ là chắc cái thằng này nó không được. Đến bao lâu thì con mới quyết định là con hỏi cưới? Con với vợ con cưới nhau là như thế này đó, là khi mà vợ con học xong 12 á, con mới nói với vợ của con là em đi học đi, anh với em cũng không có quen nhau nữa, tại vì đi học là phải vô Sài Gòn. Nói thiệt là con đi không tin xe. Vào cái gọi là mình ở nhà chờ người ta ở trong đó học, con không tin. Cho nên con nói thẳng với vợ của con là nếu như em đi học thì em cứ đi học, anh cũng không có chờ em đâu, em cứ đi học rồi em vô Sài Gòn, em muốn quen ai thì em quen, chứ anh không có chờ em. Lúc anh nói vậy thì con trả lời sao? Về nhà con cũng suy nghĩ, một phần là hồi đó thương anh Tiến rồi, một phần là gia đình con cũng khó khăn lắm. Hồi đó anh con cũng đi học, còn một thằng em nhỏ nữa. Nên là con nghĩ thôi, có gì mình lấy xem cái bằng cấp 3, bằng tốt nghiệp cấp 3, xem rồi mình nghĩ mình ở nhà mình đi may hoặc là đi công chuyện gì đó, mình bán hàng online đồ này nọ, mình phụ giúp ba mẹ cho rồi. Là con không đi học? Dạ, con quyết định không đi học. Và lúc đó là gia đình có biết con không đi học là vì anh này tác động không? Dạ không. Không biết đúng không? Dạ không. Bây giờ bữa nay bây giờ phát sóng mới các biết bà mẹ mới biết cho con. Không sao chứ, bây giờ nó đã xong hết rồi. Lậu nó, gạo nó thành cơm tấm luôn rồi. Ủa nhưng mà con kêu người ta là các bạn cứ đi học đi, tôi sẽ không chờ. Nhưng mà con đã có chuẩn bị gì cho tương lai, cho con với bạn gái mình hay không? Nói thật với chú với cô là lúc mà con quen vợ con đến lúc con cưới thì trong đầu con chỉ có một cái đúng là gọi là tình yêu thôi, không có gì ngoài tình yêu cả. Sau này con cưới vợ về thì là vợ con là động lực để con làm tất cả mọi thứ hiện tại như bây giờ. Từ ngày con cưới vợ con về là con muốn sau này vợ con không thua người ta. Tại vì trước đây con từng đi làm công, con thấy người ta vợ con họ được đầy đủ,
Và con cảm nhận rằng là mình cũng phải làm vậy được cho vợ của mình. Là tất cả là làm vì vợ hết. Đúng. Con có con chưa? Dạ con có một đứa con rồi. Là vì vợ và vì con, dạ. Đúng không? Con mấy tuổi? 3 tuổi rưỡi, gần 4 tuổi. Ồ, gần 4 tuổi rồi. Như vậy là cái lúc mà sau khi mà vợ con quyết định không vô Sài Gòn học á, thì lúc đó là con đã quyết định là sẽ lấy vợ, lấy dạ vâng, nói chung là lấy liền luôn á. Bố mẹ con á nói chỉ cần con muốn cưới vợ thôi, mọi thứ bố mẹ lo hết. Trước khi và trong khoảng thời gian quen vợ của con thì con cũng quen được rất là nhiều. Có những cô bố mẹ cũng rất thích. Nhưng mà cái lúc trước là con không có dự định cưới vợ. Nói chung là con có những cái mối tình gọi là chỉ đi 50 thôi, không đi hết. Sau này là con thương vợ con tại vì vợ con nghỉ học cho nên là con quyết định cưới. Chứ ví dụ như mà vợ con mà con quen từ đi làm hay chẳng hạn thì cảm thấy không còn tình cảm nữa là con cũng ngưng thôi. Nhưng mà con cảm nhận là vợ con vì con cho nên con phải có trách nhiệm về cái chuyện đó. Con phải cưới. Vợ vì mình là không đi học tiếp. Dạ vâng. Nhưng mà mình vì vợ. Bao lâu mới cưới vợ? Nói chung là vợ con nghĩ là con có cưới luôn. Nghĩ là cưới luôn? Nghĩ là cưới là luôn. Đưa ba mẹ tới hỏi luôn. Dạ. Rồi ba mẹ vợ có đồng ý liền không hay sao? Cũng đồng ý. Nói chung là phải đỡ suy nghĩ chứ. Nhiều khi gái mà cũng phải bố mẹ vợ cũng phải suy nghĩ một chút chứ. Đỡ biết thằng đó tốt hay không thì phải hỏi thêm đồ ở nó gia cảnh người ta làm sao. Ê Tiến, chú suy nghĩ vậy nè. Khi mà con quen bạn gái con là lúc đó bạn gái con mới học lớp 11 à. Vậy thì cô bé học sinh này mỗi lần mà đi chơi với nhau thì cái chuyện va chạm với nhau như thế nào? Dạ, nói chung là có nắm liền luôn không? Rồi nụ hôn đầu tiên là ở đâu? Đó, lén la lén lút hay là công khai? Dạ, nói chung là trong lúc quen vợ con thì đa số con không nghĩ luôn. Cái lúc mà con quen vợ của con là con chỉ quen được cứ thôi. Cho xác nên định là luôn. Con xác định là cứ rồi. Cho nên là con quen vợ con rồi con đi quen thêm hoài nữa. Dạ, vợ con khó nữa, nó thiệt là vợ con khó. Đôi lúc mình cũng xin nó thao cho anh hôn cái nhưng mà vợ nó không được mẹ la. Tại vì ở vùng quê cho nên là cái chuyện gia đình rất là khó. Nhiều lúc muốn nắm tay hay là muốn ôm eo hay là muốn hôn nghĩa là vợ nói không. Vậy là trong suốt cái khoảng thời gian quen nhau là không được hôn luôn. Nói chung là cũng được nhưng mà không có gọi là nồng nàn như trong phim chướng. Thì đúng rồi, thì tôi hỏi là cái tại con bé nó còn quá nhỏ mà. Tôi chỉ cần là hôn má nhẹ thôi. À, hôn má thì có chứ, cái đó là hôn má là chuyện đơn giản bình thường. Hôn môi thì sao? Hôn môi thì hơi khó. Hơi khó là tới bao lâu mới hôn được môi? Lâu quá, giờ con cũng nhớ nữa nhưng mà rất là lâu. Mà nói tóm lại là tụi con giữ gìn cho nhau tới đêm tân hôn luôn, đúng không? Đúng không? Giờ nói đúng thì cũng không đúng lắm, mà nói không đúng thì cũng không. Tại vì là bỏ lỡ thì cũng gọi là thương nhau một chút. Sau khi mà hai bên gia đình đồng ý thì cũng có thương nhau, nắm tay rồi. Nói chung là cái chuyện đó là cái chuyện đến gọi là đã đính hôn rồi là đến có hôn rồi. Là giữ gìn là cho đến cái ngày đính hôn. Dạ vâng. Nay là cưới nhau là đã 4 được năm. Là 4 năm rồi đúng không? Quen nhau 3 thôi năm. Tới cái câu chuyện hôn nhân được rồi đó em. Hai bạn ấy đã có tới 7 năm quen biết nhau và ở với nhau, đúng không? Vậy là quá hiểu nhau rồi. Ở với nhau được 4 năm. Hả? Có đứa con 3 tuổi. Vậy có tật xấu bao nhiêu, tật xấu lẫn lòi là hết luôn đúng không con? Nói chung đối với con, vợ con là một người tuyệt vời. Không không không, biết cái tuyệt vời đó là ai mà lên đây rồi sợ luôn, ông định, ai ông lên định. Đây rồi cũng nói vợ mình tuyệt vời, chồng tôi là số 1 hết trơn á. Vợ của con á làm mọi thứ vợ của con đều tốt hết, chỉ có một thứ mà cái vợ con nói chung là không thông cảm cho công việc của con. Không thông cảm là nói do cụ thể. Là do ghen. Ví dụ đúng rồi. Ghen đúng không? Thì con phải nói thẳng là ghen đó, đi. Chứ cái chữ mà không thông cảm đâu phải là tật xấu đâu nghe chị. Ghen đúng rồi, chỉ có ghen thôi. Ghen sao lần ghen mà dễ sợ nhất đối với con là lần nào? Có một lần ghen mà đòi lấy dao bợ luôn mà. Bản tính của con nữa là con ra đường con hay thấy gái là con chập, với lại là mấy đứa con gái sao nó thích nói chuyện với con nữa. Trời. Nhiều khi nó biết con có vợ ấy, hoặc là con nhắn tin thì thôi đừng rẹp. Nhiều khi mình thấy vui vui, ví dụ như con có một cái lượng kết bạn cũng nhiều ấy. Có những đứa ví dụ như là nhắn tin với mình là mình rẹp. Ví dụ nhắn tin một hai lần hay thôi, cứ ngày nào cũng nhắn, vô khi vợ thấy chẳng hạn vậy á. Con có cái thói quen là con ra đường đi chơi là con hay chụp hình với gái. Con thấy xinh là con chụp hết. Là trước đây hả? Từ năm 2022 là con hết rồi. Tại vì năm đây con sống vì gia đình. Năm 2022 là năm nay đó. Năm nay đó. Mới đây à. Cái vụ gì mà vợ con nó cầm dao rượt con? À, tại vì cái ước mơ của con cho nên là vợ con nó con, tại vì là con có cái ước mơ là con cứ được con vợ nữa. Ước mơ cứ được con vợ nữa. Chú vẫn chưa hiểu. Hầu lúc trước có cái con suy nghĩ rất đơn giản cái chuyện đàn ông nếu như mình đủ khả năng kinh tế mình cứ thêm một vợ đó là chuyện bình thường. Nhưng mà sau này con được nghe mấy ông thầy ông giảng vậy, con biết là một vợ một chồng không có tác được biển đông, chứ hai vợ một chồng là không có tác được cái gì hết. Nếu mà nhắc lại thì thực sự con không muốn, nhưng mà con chỉ có một điều mà lúc cãi nhau con không có nói với vợ con được là đáng lẽ lúc đó con phải nên ôm vợ con xin lỗi vợ nó. Đến bây giờ ở chương trình thì anh cũng thực sự lúc đó là anh đang nghĩ anh nên xin lỗi em ở ngay lúc đó, chứ không phải là bây giờ anh mới nói ở đây.
Nhưng mà khi đó anh còn suy nghĩ nó không có chu đáo, nó không có thông suốt. Cho nên là đến bây giờ này anh muốn nói là anh xin lỗi em. Bây giờ là khi đã xin lỗi rồi, đã nói là đáng lý lúc đó anh phải ôm em. Tại sao bây giờ không đứng ôm mà xin lỗi luôn đi? Cái cơ hội tới là mình phải gọi là làm liền chứ. Con tha lỗi không? Nhiều khi từ đó giờ con chưa tha lỗi hẳn đó. Nhưng mà ngày hôm nay chắc con tha lỗi hẳn chưa? Bây giờ thì con không có nghĩ tới nữa. Mà bây giờ mà nhận được cái lời xin lỗi từ anh Tiến thì con cảm thấy vui đúng không? Ấm áp không? Xúc động không? Dạ. Xúc động. Một cái ôm mà đúng thời điểm là nó gọi là quý giá vô cùng. Chỉ mong rằng là Tiến sẽ đừng có tái phạm lại nữa. Con chỉ sợ một lần nữa là vợ con sẽ bỏ con thôi, chứ con không sợ bị vợ con làm gì hết. Bỏ chứ. Con cũng không nghĩ là con sẽ tìm được một ai tốt hơn vợ của con. Chứ hay sao? Quá. Bây giờ là tới con đó con. Tật xấu của Tiến là gì? Mơ gái, mơ gái. Cái tật đầu tiên là tật mơ gái. Cô biết mơ gái đó. Dạ. Bây giờ còn mê không? Thì cũng như cô cũng nghe anh Tiến nói là năm 2022 là để dành cho vợ con đấy. Mỗi lần mà ai rủ ổng đi biôm hoặc là đi đâu, không, năm nay là tao đối dành cho vợ con tao. Nhưng mà năm sau thì sao ta? Năm không sau biết. Mới có để dành anh đâu. Sao em nói biôm trời. Thì ai rủ anh là, chứ thầy kêu là rủ đi cho anh từ chối chứ sao kêu biôm trời. Đầu đồng nghiệp lỡ coi được người ta cường chớ nhạo sao? Trước đây là mấy gái rồi có những tật xấu gì nè? Vô tư lắm, con cái đồ, việc nhà việc cửa đồ này nọ nhiều khi vô tư lắm. Vô tâm chứ không phải vô tư. Ít nghĩ, không lo cho gia đình nhiều thôi. Bây giờ con mong Tiến thay đổi cái gì? Bớt vô tư vô tâm lại và chứ bớt tin người lại. Con không biết là đã tốt hay xấu nữa. Không phải là anh tin người, mà là anh nghĩ rằng là khi mình cho người ta một cơ hội là sẽ có một người khác cho mình một cơ hội. Đôi khi nhiều khi con thiệt thòi nhưng mà con nghĩ sẽ có một người, tại vì con cảm nhận khi mà con bị thiệt thòi một cái gì đó luôn luôn có một người khác xuất hiện để bù đắp cái phần mà người kia lấy đi. Con nghĩ một cách đơn giản vậy thôi, biết là nhiều lúc mình sẽ thiệt thòi. Mà con thấy sao? Con thấy cái suy nghĩ của Tiến đúng không? Cô tôn trọng quyết định của anh Tiến mà. Thì đó con mới nghĩ là cô không biết là cái đó là xấu hay tốt đấy. Vô tư là rất tốt nha. Vô tư là mình không có cả nghĩ, mình không có suy diễn, mình không có làm cho mọi thứ nó rắc rối lên. Đúng rồi. Nhưng mà vô tâm thì lại là tật xấu nha con. Chẳng hạn như cô nói ví dụ về cái vấn đề tin người, quan điểm của con là hoàn toàn tốt. Nhưng nó luôn luôn nó có một cái giới hạn nhất định. Chứ nó không phải là muốn ở tin ai con cũng tin như vậy. Đối tượng nào con cũng có thể trao gửi cái niềm tin của mình như vậy. Thì nó sẽ gắn tới cái vô tâm ở đây đó. Có nghĩa là con suy nghĩ một chút xíu. Chẳng hạn giờ con tin cái người đó, để ý đến cảm xúc của vợ con một chút. Đàn bà họ có những cái nhạy cảm đó, nó rất là hay, cái trực giác rất là hay. Ví dụ con chỉ cần hỏi qua thôi: em bây giờ cái hình đó đó, anh làm cái này với nó em thấy được không? Ví dụ vợ con nói: em thấy anh này được, anh này có vẻ là này kia kia nọ, thấy không? Mình quan tâm đến cái cảm xúc của vợ con một cái là vợ con nó cảm thấy là nó được chia sẻ. Được chia sẻ. Chú nghĩ rằng là cái việc thay đổi bản thân mình để cho cuộc sống nó yên ổn và nhất là gia đình nhỏ của mình nó hạnh phúc hơn, nó đề huề hơn, và đặc biệt là hai bạn sẽ hiểu nhau nhiều hơn, thì đó là điều mà tất cả chúng ta cần phải nên làm. Nha. Rồi xin cảm ơn vợ chồng con đã đến đây với chương trình Vợ Chồng Son nghe. Tôi thấy xin chào người bạn. Xin chào người bạn. Em công nhận là tụi chị diễn giả không? Giả cái gì mà giả, em thiệt đó nghe. Em té thiệt đó nghe. Thời đây là rất là vui khi mà được trò chuyện với cặp vợ chồng phải nói xinh đẹp nhất nhì showbiz. Thì các hoàng tử công chúa thực sự luôn á. Lời đầu tiên cho Phúc xin gửi lời chào đến chị Hồng Vân với lại anh Quốc Thận cũng như là tất cả quý vị khán giả của chương trình Vợ Chồng Son. Thế bây giờ sẵn đây thì chúng cho mọi người biết luôn, Ưng Hoàng Phúc là nghệ danh, và tên thật của Phúc thì có một cái tên rất là dễ thương, đó là tên Thanh. Thanh à, Thanh à? Dạ. Cái gì Thanh? Nguyễn Quốc Thanh. Nguyễn Quốc Thanh. Dạ. Quốc Thanh với Quốc Thận cũng ngang ngang. Và Phúc thì năm nay được 39 tuổi. Chắc Phúc đang làm ca sĩ đó. Ca sĩ. Ông Phúc ơi, thật ra là Thuận rất muốn biết là ngoài ca sĩ ra thì Phúc có làm thêm cái gì nữa không? Bình thường thì Phúc trên sân khấu là ca sĩ, nhưng mà còn một cái công việc rất là đặc biệt nữa là
giúp những người bệnh thoát vị đĩa đệm và thoái hóa cột sống. Rồi mời em. Dạ, lần đầu tiên em xin gửi lời chào đến chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Xin gửi lời chào đến tất cả những khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Em tên thật là Võ Thị Kim Cương. Võ Thị Hồng Soan đó. Dạ, em hôm nay 35 tuổi. Nghề nghiệp chính thì bây giờ làm quản lý công ty của Ưng Hồng Phúc và quản lý anh Ưng Hồng Phúc luôn. quản lý từ cuộc sống đến sự nghiệp đó. Dạ, có nghĩa là gọi mà gọi hiểu dân gian á là sếp của anh Phúc á. Bây giờ nói luôn đi, lần đầu tiên là Phúc gặp Kim Cương là ở đâu nè? Nếu mà nói lần đầu tiên thì chắc là em là người ấn tượng nhất, là bởi vì lần đầu biết đến Kim Cương á là cô ấy đi ở ngoài đường và bước vào một cái quán. Thì lúc đó Kim Cương mặc một cái áo thun màu trắng và một cái quần short ngắn ngắn màu xanh, và cái chân dài sọc xuống như nè. Thì lúc đó là siêu mẫu, nên là khi bước vào một cái quán ăn mà lúc đó là em ngồi đó trước, thì cái mình quay ra mình nhìn nguyên một cái nhóm bạn rất là đông, có rất là đông, nhưng mà tự nhiên sau cái mình lại để ý nhìn cái cô này, thấy cổ ngâm ngâm mà tướng cao mà mặc cái quần short ngắn như nè, tại vì lúc đó mình không có để ý lắm. Thì cái mình quay ra mình mới hỏi bạn người đó là ai, thì bạn mới nói là siêu mẫu Kim Cương. À, lúc đó cũng chưa biết luôn, chưa biết Kim Cương là ai luôn, chỉ để ý thôi, chưa biết Kim Cương là ai. Thì sau cái hôm đó để ý rồi thì về mới gọi là search ở trên mạng lại để xem, thì mới thấy siêu mẫu Kim Cương là cô này đấy hả, thì mới lúc đó mới tìm hiểu mới biết. Đó là đó ấn tượng của Phúc về Kim Cương. Thế còn Kim Cương thì sao? Thì lần đầu tiên thì em gặp anh Phúc ngoài đời á, là tại cái quán mà anh Phúc vừa kể á. Thì lúc đó em thấy anh Phúc đi chung với lại rất là nhiều, khoảng 2-3 cô gái cũng chân dài luôn. Đi chung với anh em cũng ấn tượng rồi, hai bên cũng hai cặp hai bên luôn á. Có hai bông hồng cái bên. Ảnh là một ngôi sao superstar rồi. Thì em cái phản ứng đầu tiên mà em thấy mà đàn ông mà ngồi nhiều với mấy cô gái đẹp quá thì em cũng không quan tâm tới đâu, tại mình cũng lịch sự. Nếu mà mình để ý thì sợ bạn đối diện của ảnh hay là ngồi kế ảnh không có vui á, cho nên là cũng làm lơ thôi, nhưng mà lâu lâu liếc xíu thì có. Nhưng mà thực sự là hồi từ lúc nhỏ là em có thần tượng Ưng Hồng Phúc không? Dạ có. Lúc còn ở Cần Thơ á, thì em nhà có quán cà phê á, thì hay mở đĩa của Phúc, cứ thà là như thế, thà là như thế, đúng không? Rồi... khi nào thì hai đứa mới bắt đầu là nói chuyện với nhau, có cơ hội làm việc chung với nhau. Thì làm việc chung là trong cái bữa tiệc hôm đó là anh Phúc thì chơi rất thân với chị Quế Vân. Chị Quế Vân. Dạ, Quế Vân thì nói là ê cu ơi, sắp tới tao làm cái MV này, mày giúp tao mày làm mẫu trong MV được không? Đó, xong rồi nói cái anh Phúc mới nói là mày kêu tao quay với ai? Anh Phúc mới nói chị Quế Vân mới nói là để tao mời Kim Cương quay với mày được không? Phải đúng không? Sao lúc đó Phúc sao? Không, lúc đó thì mới hỏi Kim Cương là ai? Kim Cương là ai? Trời, Kim Cương là siêu mẫu đó mày. Tại vì lúc đó mình cũng bên ca sĩ, mình cũng chưa có quen trong cái giới người mẫu nhiều, nên là cũng không có rành. Thì sau đó mới về mới search lên trên mạng, cái mới thấy Kim Cương, mới nói thôi cũng được, nhỏ này là quay với tao được nha mày. Cũng okay. Được nghe không, cái từ cũng được nghe đúng không? Quay được lúc clip. Đó là cái lần đó là Phúc tấn công Hột Xoàn hay là Hột Xoàn tấn công Phúc? Dạ lúc đó thì tụi em cũng chưa có tấn công đâu. Chỉ mới để ý thôi. Để ý, nhưng mà thực sự là để ý thường nó có cái kèo ngộ lắm, như là cái nhiều hơn cái ít hơn á. Rồi cái nào là cái mà gọi là mở lời trước thì là thường là ai? Tại vì nếu như là bạn mà là idol của bạn này rồi thì thường sẽ là bạn này trước đó. Nhưng mà trường hợp của Phúc là có giống vậy không hay là ngược lại? Trường hợp của em là em trước. Em nói chuyện trước. Bởi chị hỏi em là vậy đó. Rồi bây giờ sao cái lần mà quay MV hợp tác với nhau, chắc lẽ là Phúc sẽ chủ động gặp Kim Cương nhiều hơn để mà tỏ tình đúng không? Sau đó về thì chắc cả tuần á, thì mới bắt đầu nói chuyện lại, mới nói chuyện lại với nhau nhiều hơn, rồi có những buổi bắt đầu mới hẹn hò mời đi ăn. Nhưng mà hôm đó là sau khi quay xong là trong lòng em sao người Kim Cương? Em có thổn thức, em có nhớ nhung, em có... Tại vì thực sự á, khi mà mình đã thần tượng một người nào rồi á, mà mình có cơ hội mình tiếp cận, mình làm việc chung là trời ơi, mình phải nói là đã thực lắm. Sự á, đã mình... lắm. Mình chịu không nổi đâu, mình thổn thức mà mình lạ lùng dũng lắm. Dạ đúng rồi, trong MV thì em cũng đóng vai là người yêu của anh Phúc.
Cho nên là có những cái cử chỉ thân rất là thân mật trong MV nè. Nắm tay nhau hay ôm nhau này kia. Thật sự thì em nói thật nha, thì thật sự em cũng thích. Thì sao suy Phúc biết không? Phúc biết không? Vậy nè, thường á, diễn á, giống như chị Hồng Vân đi diễn thì biết rồi, thí dụ như chị diễn với một người mà đàn ông nào mà đẹp trai nọ thì giống như là chị phải tạo cái feeling để cho chị diễn đúng không? Để chị có cái gọi là cái cảm xúc đó. Cảm xúc. Thì Kim Cương á thì rất là ngộ là diễn với người mình thích thì lại mắc cỡ. Có một cái gì đó giống như là mình cảm nhận được là cô này có hơi ngại ngại, chắc cô có thích mình hay sao mới ngại thường. Đúng không? Nếu mà bình thường là mình phải thoải mái mình ra, mình thoát mình ra, mình diễn thôi. Mình tạo một cái tâm lý cảm xúc thoải mái mình diễn thì mình rất là tự nhiên. Nhưng mà khi có cảm tình thiệt á thì lại đúng rất là ngại e dè. Nhưng mà cũng muốn quay cho xong công việc. Rồi sau đó hẹn hò. Mình là đàn ông mà mình cũng ca sĩ, mình đâu có thể nào vồ vập mà hồ hởi ngay ngày đầu tiên được anh Thuận. Phải giữ giá chứ. Dạ em cũng phải lịch sự với xin số, lấy số điện thoại, giữ con thắt rồi từ từ mình nói chuyện sau. Đúng không? Mình vồ vập ngay đến ngày đầu tiên quá thì nó cũng kỳ. Nó ngọt. Người ta đánh giá mình chết. Rồi. Thực sự nào hôm đó em về em ngủ được không? Sau khi quay cái buổi hôm đó em về em ngủ được không? Em về thì em cũng nhớ, nhưng mà em cũng mình cũng là người mẫu mà, cho nên là mình cũng không thể nào mà mình vồ vập được. Cũng phải có giá của mình chứ. Mình cũng có cái giá của mình. Cho nên là em cũng rất là bình tĩnh và không bao giờ em nhắn tin cho Phúc. Nhưng mà em thấy lâu lâu sau em thấy Phúc đang làm gì đó người yêu. Qua đây gặp nhau chút xíu cho đỡ nhớ, coi anh hay chọc em vậy đó. Trong clip là làm người yêu, là đóng vai người yêu thì xong rồi hết quay rồi, hết clip rồi, nhưng mà mình vẫn nhắn tin là nó lấy cái cớ là người yêu luôn. Giống để mình nhắn... bị lậm vào nhân vật vậy đó. Đó, đúng không? Có nghĩa là bên này cái cảm giác này chị biết. Tại vì em mấy ông ngày xưa, lúc mà chị với anh Tuấn Anh á là quay trong cái Thiên Thai của chị Thanh Lan đó, cũng MV ca nhạc đó, thì cũng là một người từ thức, người tiên nữ đó, rồi cũng quay kiểu yêu đương nhau đồ đó. Tối về rồi cũng đâu ngủ được, cũng đâu ngủ được vậy đúng không? Chị cứ giữ giá đúng không? Thì bởi vậy giữ giá chứ. Rồi anh ấy sao? Anh ấy sao? Dạ, giữ giá được có ngày một à. Xả giá luôn. Xả giá luôn được hả? Đúng một ngày một. Nhưng mà chị nào đó là đâu có nhắn tin rồi đúng không? Hồi xưa là có Phương Linh. Phương Linh có mà. Thì đến khi nào thì em mới bỏ giá? Giá cũng khoảng tuần sau đó. Thì đó thì cũng cỡ tụi tôi sao đó. Cũng cỡ tụi tôi. Tại vì tôi quay cái đó 3 ngày thì có thứ tư tụi tôi bỏ giá thì là bên đây cũng hơn được một ngày rồi. Hơn được ngày 2 ngày thôi chứ. Rồi bỏ giá rồi. Lần đầu tiên hai người hẹn hò là như thế nào? Hẹn hò thì lúc đầu thì đi ăn bình thường thôi. Đi ăn rồi đi về. Thôi mắc cỡ đừng kể nữa. Kể tới cái đoạn đó mắc cỡ mà. Thôi vậy Kim Cương kể đi. Trời ơi em mắc cỡ nè. Trời hay chồng mắc cỡ rồi, giờ cuối cùng sao đây, ai kể? Đó. Có gì đâu. Nói chuyện mình với nhau về những cái gì đó. Mà đi ăn rồi xong sau đó về thì ngay cái thời điểm đó là thời điểm mà gần Tết đúng không? Thời điểm mà cận Tết. Em lại phải đi diễn. Em phải đi diễn đi gần một tháng. Đi gần tháng thì trong cái thời gian lúc đi đó là hai đứa nhắn tin với nhau, rồi em còn lấy buồn quá không biết làm gì, bắt đầu lấy tuổi của cô này ra, cái tuổi của em, bắt đầu mới coi trên mạng á, tìm coi tuổi coi như cô này là tuổi gì, rồi mình tuổi gì, có hợp không, có tới nhau được hay không. Thì lúc đó đang đi diễn mình suy nghĩ gì đó, mà trong lòng thì đi được diễn được tuần rồi cũng thấy nhớ bắt đầu nhắn tin thì đó thì lấy cái câu chuyện người yêu đang làm gì, người yêu tại là người yêu mà đâu đang đóng trong phim là người yêu cái thằng mới bắt đầu thấy trả lời lại bắt đầu tiếp thì nguyên một tháng đó là nhắn tin và nhắn tin, cái lúc nhắn tin đó là đã cũng thổ lộ là thích nhau rồi. Đó thì sau một tháng về là bắt đầu hẹn hò. Sau một tháng về là hẹn hò. Cái phút giây mà gặp lại đó sau một tháng không gặp mà chỉ trời có nó mãnh liệt chứ, nó rần nó drama lắm đúng không? Drama lắm đúng không? Có nhào tới ôm này. Rồi tới bao lâu thì hai đứa mới chính thức gọi là công khai cái tình cảm? Thì công khai xong là cưới luôn á đúng không? Dạ. Ở đó chị nhớ rồi dạ, đó chưa là... cưới chị, em cưới 2018 mà.
Nhưng mà em kết hôn sau khi một năm em yêu nhau. Hai đứa coi như là chính thức là của nhau. Lúc đó chị nhớ là báo lúc mà bắt đầu đăng rần rần lên là Phúc với Kim Cương cái là chị thấy là tụi em xây dựng là gia đình luôn á. Dạ. Nếu mà nói đúng ra là khoảng sau đó 6 năm thì tụi em mới cưới. Tức là tụi em quen nhau là năm giữa năm 2011 và đầu năm 2012. Thì xong rồi khi mà tụi em quen nhau rồi thì tụi em về sống chung với nhau. Tới năm 2016 tụi em mới có đứa con đầu tiên, Quốc Minh. Sau đó 2 năm thì tụi em mới làm đám cưới năm 2018. Đó. Dạ. Ủa nhưng mà là trong cái thời gian mà hai bạn yêu nhau đó thì nó có xảy ra những cái biến cố, những cái trục trặc gì không? Tức là khi mà tụi em về sống chung với nhau từ năm 2012 thì tụi em tới năm 2015 là trong 3 năm đó thì đột nhiên em bị chấn thương trở lại. Mà lúc đó là em đang thi một cái chương trình truyền hình thực tế và em lọt được vào tới vòng thứ 6 rồi. Và đúng ra là khán giả còn bình chọn cho em để em được vào tiếp nữa. Tức là cái vòng đó là em được vô tiếp đó. Nhưng mà em sau 6 vòng á, tức là thi là tập từ thứ 2 đến thứ 6 và thứ 7 thi. Thì nguyên một tuần dài như vậy từ thứ 2 đến thứ 6 là mình phải tập liên tục, tập hát rồi tập nhảy, nói chung là vận động liên tục. Và sau 6 tuần đó thì cái chấn thương của em nó đau nặng quá. Và giống như là nó tới cái giai đoạn là đau cấp luôn rồi. Em không thể nào tập nổi nữa. Mà nó nhức ở trong người, nó nhức dữ lắm. Thì em lên trên sân khấu vòng thứ 6 đó em đứng luôn, em nói là em chắc em xin rút. Em định về em đi mổ lại. Em đã từng phẫu thuật 4 lần rồi thì em định phẫu thuật lên thêm lần nữa. Thì đứng trên sân khấu em nói như vậy, em xin rút. Và sau cái đêm hôm đó về á thì có một cái vị bác sĩ đã thấy em trong cái chương trình truyền hình thực tế đó, nói em định đi mổ lần nữa. Thì bác em mới gọi cho vợ của em và kêu em là khuyên em là đưa tới cho bác chữa mà đừng cho Phúc đi mổ nữa, tại vì Phúc đã phẫu thuật 4 lần rồi, mổ nữa nguy hiểm. Đó thì từ đó là khi mà qua gặp cái người bác sĩ mà sáng chế ra cái phương pháp mà chữa em hết tới bây giờ đó, là tới bây giờ là 2020 là 5 năm rồi, là em hết hẳn tới bây giờ luôn. Và năm 2018 thì bác em bắt đầu là làm đám cưới, tổ chức đám cưới với vợ. Có phải là chính nhờ cái phương pháp đó mà bây giờ Phúc và Kim Cương đã coi như là thành lập như là một cái cơ sở để gọi là để mà phục vụ để cho những người giúp những người đi đệm đúng không? Đó. Nhưng mà cái thời điểm mà Phúc bị bệnh vậy đó, lúc đó em sao? Em đồng hành cùng anh Phúc. Đương nhiên là em đồng hành nhưng mà chị đừng nói cái cảm giác của em có rồi em có sợ, em có giống như là đương nhiên là mình không dám nói cho chồng mình biết, nhưng mà lúc đó là mình phải tự chịu đựng một mình đúng không? Chứ mình mà bi quan nữa là chồng mình còn mệt mỏi nữa. Tại vì thời điểm em quen là lúc đó là anh Phúc cũng vừa mới hết bệnh thôi. Có nghĩa là bệnh nó cứ diễn biến triền miên. Cho nên là khi mà em quen thì lúc đó cũng mới hết bệnh, mà em cũng không biết cái quá trình ảnh bệnh nữa. Nhưng mà khi mà quen được khoảng tới 1-2 năm sau, lúc đó là trong người anh bắt đầu nó đau hoài. Và hai vợ chồng cứ phải đèo nhau đi đến chỗ này chỗ kia để chữa bệnh. Đó là như vậy. Mà nhiều khi anh đau anh nằm sấp ở trong nhà, anh nằm sấp xong anh ngồi không được, anh phải nằm mà nằm sấp nha. Em mới nói nhiều khi em nghĩ trời ơi không, chắc cuộc đời mình lấy một người chồng mà tàn phế luôn như thế này ha. Nhiều khi mình tự hỏi bản thân em luôn á là như vậy, tại vì thấy anh đau anh nằm một chỗ đó. Nhưng mà rồi cũng cố gắng vượt qua cho đến cơ duyên gặp được bác thì hết hẳn luôn. Và đến 2018 thì tụi em mới cưới nhau. Wow. Nghe nè, rồi ảnh thần tượng của mình rồi là người yêu của mình, rồi về nhà bệnh rồi có mình chăm sóc nữa. Vậy thì có lúc mà có nghĩa là trong tình yêu á, ảnh có lãng mạn như những cái ca khúc mà ảnh hát không Kim Cương? Ngày thường thì không có lãng mạn lắm đâu, nhưng mà anh Phúc ảnh rất có ý thức vào những cái dịp mà lễ tình nhân hay là những cái dịp sinh nhật thì lúc nào cũng làm nhiều cái điều bất ngờ cho em. Ngày thường thì cứ bình thường, ông xã bà xã bình thường thôi. Nhưng cái mà điều bất ngờ mà em nhớ nhất trong cái lần mà ảnh thể hiện đó là cái lần nào ấy? Em nhớ là 2012 á. 2012 thì ảnh hai người quen nhau rồi thì sinh nhật đầu tiên của em á, là ảnh có đặt một nhạc sĩ viết một cái bài hát về tình yêu. Sau đó ảnh làm một cái buổi tối, một cái buổi tiệc dinner xong thì kêu em tới thì em ở nhà em chạy ra em cũng không biết là ảnh làm gì luôn. Nhưng mà khi đến đó thì thấy là ảnh trang trí hoa rồi cái bàn ăn giữa có hai người thôi.
đó, rồi có piano. Hai không nha. Dạ. Còn cái gần mới nhất đây đó thì là cái gì? Mới nhất đây là sinh nhật em 8 tháng 3 vừa rồi. Mới đây. Ồ, sinh nhật em ngay ngày 8 tháng 3 luôn. Dạ. Ồ, có nghĩa là bởi vì anh là... lời. Anh Phúc anh lời. Em lời quá. Anh lời lắm. Hai dịp đặc biệt trong một ngày. À, và ngày mùng 7 Tết thì em cũng hơi bất cẩn là để làm mất cái nhẫn đính hôn của anh đính hôn cho em. Cái nhẫn đó là chồng em quỳ giữa biển, ở giữa dưới biển đó, đó tặng cho em hả? Nha, là em làm mất. Xong rồi em cũng buồn, nằm gọi là em nằm buồn dồi dào mấy ngày trời luôn. Anh Phúc có buồn không? Anh Phúc có buồn không? Anh nói thôi mất thôi, cũng đi thay người mới, anh mua cái mới bự hơn. Dạ. Anh nói như vậy thôi, thì đến sinh nhật anh mua cho em cái mới. Ừ. Dạ. Có giống cái cũ không? Hay dạ, là bự to, hơn? Dạ, to hơn. To hơn. Dạ. Cũng được rồi, nói chung là đó là nói chung là có phúc. Có phúc. Cưới Phúc có phúc. Đó. Thì đó. Luôn. Kim cương mà cưới anh Phúc có phúc. Có phúc. Kim cương mà đi tặng hột xoàn cho kim cương. Trời đó. Chợ cuối về rừng. Chợ cuối về rừng. Nhiều chuyện quá. Chị mai mốt đừng tặng kim cương nữa, tặng bạc đi. Thôi bây giờ là bắt đầu thôi, bây giờ hiểu rồi. Bây giờ hiểu đến cái phần gọi là phần thật ra trước giờ là khán giả yêu mến anh Nguyễn Hoàng Phúc chưa bao giờ biết được cái phần này của anh, cái tật xấu của anh á đó, không biết luôn á đó. Khán giả chắc là khoái cái phần này lắm nè. Ở chung với ổng có thấy ổng lòi ra cái tật xấu gì không đó? Kim cương xiên không, có xiên không hay là làm biếng? Dạ như chị Vân biết thì nghệ sĩ mà nhất là những người mà mà sao ca nhạc như anh Phúc thì chắc chắn thì họ sẽ sống theo cái feeling của họ. Họ không thể nào mà họ giống như mình được á. Nhưng mà họ giống như em thì chắc là họ là em rồi. Cho nên là nhiều khi em về em sống thời gian em cũng hiểu được là ảnh có những cái riêng của ảnh. Nhiều khi ảnh vô toilet ngồi chống một thiệt là lâu vậy đó. Không biết làm lâu, gì bao thì lâu, chắc sáng tác đó. Ngồi chỗ ngoài vậy đó, kiểu vậy đó. Thì em ngày này nhiều khi em đợi hoài không được thì em hói kiểu vậy đó. Hoặc là dù như kêu ăn cơm, dọn cơm ra rồi đồ ăn hâm nóng hết rồi mà ngồi xuống lướt điện thoại coi gì không biết nữa, thiệt là lâu, cơm nguội canh lạnh hết trơn rồi mới ăn. Đó. Kiểu là như vậy. Lề mề đó đúng không? Dạ lề mề, kiểu đó. Vậy đó. Quan trọng là ở trong toilet sáng tác đó. Bây giờ khán giả, đặc biệt là fan hâm mộ của anh Nguyễn Hoàng Phúc biết được cái nghĩa là cái cách mà anh sáng tác bài hát nó hay là ở chỗ nào đó. Tại vì anh Quốc Thuận nghe Kim Cương kể á, thì anh Quốc Thuận nghĩ là nó lâu lắm, nhưng mà thực sự đối với em đâu có lâu đâu. Tại vì Kim Cương quá nhanh. Lúc em lấy Kim Cương về đó thì thấy cô ấy là một cái người gọi là nhanh nhẹn, khá nhanh nhẹn và làm việc cái gì cũng gọi là rớp rẽn, rớp rẽn đó. Một người mà làm giống như làm hơn 2-3 đứa nữa. Tức là nếu mà thấy Kim Cương ra làm việc thì 2-3 đứa nhân viên, 2-3 đứa mà gộp lại mới bằng dạ, anh bà. Dạ, đúng rồi. Thăng thắt đó. Thì cái kiểu nhanh và nhanh nhưng mà không có ẩu nha. Nhanh nhưng mà làm rất là chính xác và rất là tươm tất. Đó là lý do tại sao em tự nhiên càng ngày mỗi ngày cái em nhìn thấy được cái đó. Em cũng có sự thay đổi cho mình. Ngày xưa thì em hay gọi là chậm. Rồi thôi mình ngày cứ cái gì đó mình cứ cái việc danh là rùa bò lật ngựa nữa. Thôi tự nhiên đi nói cái tại vì chậm quá nó nói là rùa bò lật ngựa đó chị. Con rùa nó đã chậm rồi. Dạ đã đúng rồi. Ngày xưa ở chậm 1.5 tiếng, bây giờ là bớt lại còn 1 tiếng. Dạ đúng rồi. Ông Sằng nói tiếp em, anh còn sở đoạn anh có cái sở thích gì mà lạ lùng sủng không? À dạ có một cái sở thích này cũng không có lạ lắm nhưng mà nó cũng có thể đó là một cái thú vui của ảnh ngoài cái việc ca hát của ảnh ra đó là cây kiểng á. Có nghĩa là ảnh mê tới nỗi là tất nhiên là nhà của em thì không quá lớn nhưng mà bây giờ chỉ còn được mỗi cái đường đi vô đi ra thôi. Còn như là anh để kiểng hết nha, ảnh thích để kiểng ở trên lầu. Vậy là một sở thích là già nua trước tuổi đó. Dạ. Ôi mình cũng vậy. Thì em cũng già nua trước tuổi. Dạ. Đó đó, những người mà mê cây kiểng, chăm cây kiểng thiệt là tốt, thiệt là đẹp là những người mà phải là đầm và gọi là ấy mới chăm được. Không, thật ra nó rất vui. Vui mà. Nó vui lắm chị. Mình nhìn thấy cái cây mà nó tươi tốt với rồi, một ngày mình lên mình nhìn thấy cái chồi á, từ bắt đầu nó nở. Nở ra một lần. Rất là vui. Dạ đúng rồi. Mà nghe tiếng chim hót nó trời đã. Rồi sao nè, còn gì nữa không? Dạ. Vui đi em, đây là cơ hội để em khui đó. Tính ra thì chồng em cũng không có nhiều tật xấu lắm đâu, chỉ như vậy thôi. Dạ. Ủa nhưng mà cái chơi cây kiểng nó đâu có xấu đâu. À không. Đó là cái đam mê, hồi nãy là chị hỏi là hỏi cái đam mê. Dạ. Tức là một cái sở thích khác biệt như nào vậy đó. Là không có xấu đúng không? Dạ đúng rồi. Có chỉ có thôi. Hơi lề mề hơi thôi lề đúng mề. Không? Dạ. Rồi bây giờ đã thay đổi luôn rồi, đúng không? Rồi bây giờ tới Phúc đó. Cô ấy có thật xấu gì không?
Kim Cương à. Thì kể đi rồi về cắt lươn. Tật xấu thì cũng quản lý. Không có tật xấu nhiều, nhưng mà chỉ có cái là hung dữ với chồng. Hung dữ. Nhiều khi la mà kiểu mình nghe riết cái tiếng càm ràm đó mình bất bực. Mình nghe mình bực. Nói hoài á. Mình hết nên rất là dễ quạo. Đó bà hung dữ cỡ nào đó nói chị em tả chị coi cái. Ôi dữ lắm chị ơi, dữ lắm. Là nếu mà ra chiến với em là chắc cũng ngang ngửa cỡ em đó chứ không có thua đâu. Dữ dằn à nha đó hả? Dữ dằn à nha. Dữ dằn à nha. Dữ dằn à nha. Có khi nào mà nổi điên mà đập đồ gì không? Đập đồ thì không có, nhưng mà đập em thì có. Cha dữ dằn à nha. Có như quăng hột xoàn vô mặt á. Ừ. Ôi, ôi. Mà em đó thì em mỗi lần phụ nữ mà đứng kế em mà đánh em á thì là em sợ em đánh lại. Ừ. Nên là em chạy. Cái đường theo em là em né em chạy thôi, tại vì em sợ em đứng đó là em đánh lại là sẽ rất là đau và nguy hiểm. Ừ. Nên là em biết là né trước là thôi đi ra tôi đi chạy luôn. Tức là chạy theo là em né ra cái chỗ khác. Nào bỏ chạy. Bỏ chạy. Nó nào bỏ chạy tôi lấy đóng cửa luôn. Đóng hoài gì. Đứng ngoài chắc tức lắm luôn. Ấy rồi mỗi lần như vậy rồi sao mà xả được Kim Cương? Ông bỏ chạy rồi sao mà xả được? Nói chung là em biết cái nết em cũng dữ lắm. Ừ. Là tại vì giờ em cũng hay hối thúc công việc, với lại những cái công việc mà gọi là những cái công việc không tên nó cứ phải làm cho mình bị áp lực á. Ừ. Hoặc là em thì làm kinh doanh về online, nhiều khi ban ngày nhiều cái tiếng động xung quanh ở bên ngoài nó làm cho mình nhiều khi mình cũng bị stress. Ừ. Rồi hoặc là thấy ảnh chần chừ lâu quá thì em hay hối rồi xong rồi em la vậy thôi chứ em không có hung dữ gì hết á. Em đặt xấu đi Phúc. Này là chưa đủ thời lượng. Tại vì tật xấu thì em không thấy nữa. À. Chỉ vậy thôi đó. Ví dụ nấu ăn rồi cách chăm con rồi đó. Rất, những cái đó thì rất là hoàn hảo. Hoàn hảo. Dạ. Rồi. Chăm con thì số 1 rồi, không ai thương con và chăm con kỹ và tốt như Kim Cương. Chị hỏi nhỏ nè, rồi quản lý em đó, rồi tiền bạc nó có dồi dào không hay là nó kẹo? Chị dĩ nhiên chị dồi dào chứ, giữ tiền của em phải dồi dào chứ. Tức là nó không nhưng có mà kẹo được đấy là không em, có kẹo không? Không có kẹo với em. Vậy được. Không có kẹo với em. Chứ nó kẹo là chết đó. Kẹo lại bỏ lâu rồi. Rồi nó có ghen với em không? Đó, cái đó thì khỏi nói rồi. Tức là không có cơ hội nào để được làm cho ghen. Nghĩ luôn á. Vậy là quản lý quá chặt luôn rồi. Giờ, em nghĩ chặt lắm đó. Coi như là chặt lắm luôn rồi đó. Tới bây giờ em mới thấy là chặt lắm. Không hở luôn đúng không? Trước em thấy là em nghĩ là chắc cũng hở hở nhưng mà không. Bích, giờ 10 năm rồi bích bùng bích cửa luôn. Trời ơi. Trời ơi hai đứa này quá hạnh phúc luôn. Bây giờ nó không có kẻ tật xấu gì hết trơn. Vậy sao vậy giờ á là em có muốn hai đối phương của mình thay đổi một điều gì đó để mà hoàn thiện hơn không? Cho cuộc sống vợ chồng em có muốn Kim Cương thay đổi gì không? Bớt hung dữ lại không? Bớt rượt em không? Bớt rượt. Mong muốn luôn đi, năn nỉ nó luôn đi. Có một điều gì mà Kim Cương hay nhắc em hoài mà nói em thay đổi. Nhưng mà em nghĩ cái đó là cái tính của mình rồi. Nhiều khi tính em á thì nó cũng trầm tính, ít nói, ít chia sẻ, nhưng mà mặc dù là nội tâm thì rất là tình cảm. Nó là anh bạn của anh trong nghệ sĩ rất là đông, rất là nhiều. Nhưng mà em thấy anh ít ngoại giao quá, anh ít giao du với họ quá. Nhiều khi mình nghĩ do cái đông đó mà mới ít giao du đó. Nhiều khi đông quá mà bạn đông quá mình giao du với người này, giao du với người kia thì nó cũng mất lòng. Mất lòng nhiều lắm. Rồi đó những cái mà Kim Cương nhắc khéo. Nhưng mà mình thấy là thôi để dĩ nhiên là bây giờ mình có gia đình rồi chứ nó không phải giống như còn độc thân và còn trẻ giống ngày trước mà mình đi giao du đi đâu nhiều đi. Thôi thì dĩ nhiên là sau này anh sẽ cố gắng thay đổi tí xíu, tức là mở ra dành cái thời gian cho mình gặp gỡ những người bạn của mình, những người thân nghệ sĩ của mình nhiều hơn nữa đó. Thì cái đó thì em nghĩ là em sẽ thay đổi đó là cái mong mỏi của Kim Cương đối với Phúc đúng không? Ừ. Còn nãy thôi sẵn em nói luôn cái mong mỏi của em đối với Kim Cương đi. Nãy chị vạch đường cho em chạy rồi đó mà em không đà đó em bớt nói rượt. Luôn bớt rượt Phúc rồi. Phúc mong muốn Kim Cương thay đổi điều gì? Muốn Kim Cương thay đổi những cái gì mà Kim Cương đang làm tốt rồi đó, muốn Kim Cương làm tốt hơn nữa. Còn thôi cái
cái cá tính và những cái bản tính của em thì thôi cứ giữ vậy đi để cho nó đẹp. Ừ. Cho vui cửa vui nhà. Dạ, vui cửa vui nhà. Nhiều khi em cũng muốn chạy marathon. Dạ, lâu lâu có cái cằn nhằn vậy em cũng vui chứ nhiều vui khi chứ. Ở trong nhà mà chiều em riết em cũng thấy đó. Chán, thấy buồn lắm. À. Bây giờ hỏi lại Kim Cương nè, ngoài cái việc là mong muốn là Phúc sẽ mở rộng cái mối quan hệ thêm nữa thì còn mong muốn Phúc thay đổi điều gì nữa không? Về sống với nhau gần 10 năm rồi thì em thấy anh Phúc có thay đổi vì em và vì gia đình rất là nhiều rồi. Thực sự thì em thấy thay đổi mỗi ngày và em cũng không có mong muốn là anh thay đổi hơn gì nữa đâu. Tại vì em cũng muốn cho ảnh sống đúng với ảnh để ảnh còn là một ca sĩ, ảnh còn là một ngôi sao. Chứ bây giờ ảnh thay đổi quá, ảnh sẽ là người bình dân, bình thường giống như em rồi. Nên là anh có một cái đặc tính riêng, có một cái bản sắc riêng. Thôi vậy là quá tuyệt rồi. Đẹp quá. Chúng tôi chỉ còn nói được một câu thôi là cảm ơn hai bạn đã đến tham gia chương trình Vợ Chồng Son. Chúc hai bạn lúc nào cũng son như vậy, cũng hạnh phúc như vậy, thành công như vậy. Dạ vâng. Chúc phúc. À. Chúc phúc. Dạ vâng, cảm ơn chị Vân và cảm ơn anh Quốc Thuận. Cảm ơn chương trình cũng đã tạo điều kiện để cho hai vợ chồng em có dịp ngồi giao lưu với anh chị và cũng như chia sẻ những cái điều bí mật nho nhỏ của hai vợ chồng. Cảm ơn tất cả quý vị. Đó là bí mật nho nhỏ rồi, nghe còn bí mật lớn nữa. Hẹn trong chương trình khác nghe quý vị.